xem nào. Các quái vật ở ngoài kia bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thầy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma cà rồng thì đang bay và ma sói thì đi săn. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình ở cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween.